Bằng một cách nào đó thì ngay ở thời điểm đầu năm này, chúng ta đã có một chương trình giảm giá lớn tới từ Adidas, và ngay khi đầu năm này, chúng ta đã có thể mua được những sản phẩm Adidas được giảm giá rất sâu mà không phải đợi đến tận những sự kiện cuối năm. Có thể là sự kiện đầu năm này nó cũng chính là sự kiện sinh nhật 11 tuổi của Lazada, cho nên là những sản phẩm Adidas nó cũng sẽ được giảm giá với mức giá chiết khấu cao hơn bình thường so với mọi năm. Ở đây ấy, thì mình sẽ cung cấp các bạn về cái chương trình giảm giá ưu đãi đầu năm, cụ thể là vào đợt mùng 3 tháng 3 này trên Lazada. Chào mừng các bạn quay trở lại với Lạ Sneaker, và mình là người lạ. Nếu như các bạn đã xem lâu ở trên kênh thì các bạn cũng sẽ hình dung được về cái phương thức chúng ta mua cũng như là các cái cách giảm giá theo combo mà Adidas họ hay làm ở trên cái sàn thương mại điện tử Lazada. Chúng ta sẽ có cụ thể chương trình là như sau. Với đợt sinh nhật 11 tuổi của Lazada này thì mình sẽ đọc cho các bạn xem về những cái ưu đãi tất cả có thể. Đây, duy nhất không đến 2 giờ ngày mùng 3 tháng 3 thì toàn gian hàng giảm đến 50%, tức là ở mức giảm giá cao nhất ngay từ đầu. Có những đôi giày, có những sản phẩm nó sẽ giảm đến 50%. Với combo linh hoạt thì chúng ta sẽ có mua 3 giảm thêm 45%, cộng thêm với voucher giảm 10% nữa. Và tiếp đến sẽ là free ship tối đa 30.000 cho mọi đơn hàng. Sẽ có những cái voucher Visa lên đến 1 triệu và voucher tích lũy 800k, cộng thêm với lại coins của Lazada. Chưa kể là chúng ta có thể được hoàn tiền max. Hoàn tiền tức là sau khi mua hoàn thành đơn hàng xong, chúng ta sẽ được hoàn lại đâu đó tùy theo phần trăm giá trị. Để mà tính nhanh cho dễ hiểu thì với combo linh hoạt ở ngay thời điểm đầu năm này, chúng ta sẽ có được mức giá giảm trừ thêm lên tới là 45%, tức là coi như là giảm giá một nửa, gần như là giảm giá một nửa so với mọi sản phẩm rồi. Và đấy là chưa kể sẽ có thêm voucher 10%. Đây thì mình sẽ có một cái voucher 5% thu thập này, một cái 10% thu thập này, để cho các bạn dễ hình dung về cái việc là chúng ta sẽ mua được sản phẩm với mức giá nó tốt như thế nào. Thì ở đây mình sẽ có hai cái sản phẩm. Mình sẽ mở cái gian hàng, cái giỏ hàng của mình ra cho bạn xem trước. Đây rồi. Chúng ta sẽ có một cái đôi Adidas Ultra Boost 2022 như thế này, và mức giá nên biết là 5.200.000. Các bạn có thể thấy được cái mức giá ở đây là giá sale sinh nhật sẽ là 3.380.000. Nó đã được giảm giá xuống một mức giá đã rất tốt rồi. Thì sau khi mà chúng ta áp dụng mua combo là mua 3 giảm 45% nữa thì mình sẽ tính ra cho bạn xem như thế này. 3.380.000 là cái mức giá mà 0 giờ đêm nay sẽ được set về cho cái sản phẩm Adidas Ultra Boost với màu sắc là Callback đó. Thì nếu như chúng ta áp dụng mua combo là mua 3 giảm 45% cộng thêm với 10% cái voucher nữa thì chúng ta sẽ được giảm giá tổng là 55%, thì cái con số này nhân với 0.45 là chỉ còn 1.521.000. 1.521.000 cho một cái đôi Ultra Boost 2022 giống như là mình đang có ở đây như thế này. Thì với cái đôi Ultra Boost này, trong mấy lần trước ấy, thì cái màu này nó không được giảm giá, là tại vì cái màu này là một cái màu mà ai cũng muốn mua cả. Một cái màu mà đế boost màu trắng, bên thân trên nó sẽ màu đen, một cái màu rất dễ đi. Thì lần này nó có cái trong cái danh mục giảm giá. Nếu mà với 1.521.000 chúng ta lại còn được trừ những voucher tích lũy vân vân đi, thì với một đôi Ultra Boost 2022 mới như thế này, các bạn có thể mua với mức giá là chưa đến 1.500.000. Và tất nhiên thì với một cái mức giá như vậy, những cái size số nó sẽ hết sẽ rất rất nhanh. Các bạn cứ hình dung là với những cái đôi như thế này ấy, thì nếu mà nó còn đến đợt này là do lần trước nó không nằm trong cái danh mục được giảm giá thôi. Còn với lần này nó lại vừa được giảm giá ngay từ đầu, nó lại vừa nằm trong cái danh mục có được giảm giá theo combo linh hoạt nữa, nên là nó sẽ hết rất sớm. Ngay từ bây giờ thì các bạn cứ thêm nó vào giỏ, để 0 giờ đêm nay rồi chúng ta sẽ tiến hành thanh toán. Và mình sẽ cho các bạn xem thêm một cái ví dụ nữa về một cái đôi giày khác mà nó cũng sẽ được giảm giá và nó cũng sẽ rất rẻ. Ở đây trong giỏ hàng mình có một cái đôi Supernova 2, mức giá niêm yết là 3 triệu và 0 giờ đêm nay nó sẽ có mức giá là 1.852.500 đồng. Nếu như nó là 1.852.000 thì chúng ta nhân với 0.45 thì chỉ còn có 833.000. Đấy là chưa kể là như mình đã nói, chúng ta còn có cái voucher tích lũy nữa để giảm thêm, cộng thêm với việc là sẽ còn có hoàn tiền max thì chúng ta còn được thêm mấy chục nghìn gì đó nữa. Đây là một cái đôi giày được đóng hộp rất là đẹp, và đây chính là cái đôi mà chúng ta vừa nhắc đến, nó chính là Supernova 2. Cái đôi này thì nó sẽ có phần màu sắc xám và sẽ có điểm xuyết màu xanh neon khá là chói ở phía đằng cái chỗ bo quanh cái mắt cá chân và cái phần lưỡi gà như thế này. Thì nói gì thì nói, mức giá niêm yết là 3 triệu thì bản thân cái đôi giày đó nó có một mức giá không hề thấp đã. Sau khi giảm xuống thì nó còn 833.400 đồng.
đấy là con số mà mình mới chỉ tính trên lý thuyết thôi đấy, chứ còn trên thực tế có nhiều bạn bằng một cách nào đó các bạn còn mua được giá thấp hơn rất nhiều nữa. Thực ra thì mình chuyên cung cấp các thông tin sale dành cho các bạn vậy thôi, chứ nếu như mà để tính ra về kinh nghiệm săn sale ấy, thì có rất nhiều bạn các bạn có những cái bước, những cái mánh khóe, những cái tips mà sau khi mua xong nó còn giảm một cái mức giá về rất là giật mình. Có nhiều khi các bạn khoe mà mình không biết, không hiểu là các bạn đã làm cách nào mà có thể làm được như vậy. Thì để mà mua được với một mức giá như vậy, cái quan trọng là chúng ta phải mua 3 sản phẩm để có được cái giảm giá combo đó. Cái giảm giá combo đó thì nó là mua 3 sản phẩm thì được giảm 45%. Thế thì nếu các bạn muốn mua một sản phẩm thôi thì sao? Trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ mua thêm một vài cái sản phẩm khác với mức giá rẻ thôi ở trên gian hàng Adidas. Nói chung ấy, thì cái cách làm chi tiết ấy, nó cũng chỉ có đến như vậy mà thôi. Cái quan trọng ấy, là chúng ta sẽ mua được hay không thôi. Tức là như mình đã nói ngay thời điểm này, chúng ta cứ lướt dạo một vòng. Mình đã để tất cả những cái link cần thiết ở bên dưới rồi. Ví dụ các cái dòng giày như Stan Smith này, Superstar này, Alpha Bounce này, Pure Boost này, Ultra Boost này, tất này vân vân vân. Thì mình đã để rất nhiều ở bên dưới rồi. Chưa kể là chúng ta có thể mua áo, mua quần, mua ba lô, mũ, vân vân vân, rất nhiều phụ kiện khác. Thì ngay thời điểm này chúng ta cứ lướt qua một vòng để xem là cái nào hoặc là những cái nào chúng ta có ý định mua. Tại vì có thể đến lúc mua ấy, thì có người khác đã mua hết cái size của chúng ta cần. Tại vì thường những món đồ như giày này này, cái size nó rất quan trọng. Ví dụ nó là cùng là một cái mũ hay cùng là một cái túi đi thì nó dễ hơn nhiều. Nhưng mà giày này, quần áo, dép thì nó rất quan trọng về cái size. Thì chúng ta cứ thêm vào đó một đống sản phẩm cũng được, nhiều cũng được, 10, 20 cái cũng được. Thế rồi đến đêm, đến đúng 0 giờ thì chúng ta mới bắt đầu check xem cái nào còn và bắt đầu tìm kiếm 3 sản phẩm trở lên để được giảm giá thêm 45% đó. Đây là một trong những cơ hội có thể nói là ít gặp khi mà ngay thời điểm đầu năm này chúng ta đã có một cái chương trình giảm giá nó sâu như vậy. Thường thường mình vẫn nhớ những năm trước đầu năm thì sẽ không có giảm giá sâu như thế này, mà thường nó sẽ dồn vào dịp cuối năm, ví dụ 10 tháng 11, 11 tháng 11, 12 tháng 12. Nhưng mà ngay thời điểm đầu năm này chúng ta đã có thể mua giày mới ngay sau Tết, chưa kể là cũng sắp đến dịp mùng 8 tháng 3 này, chúng ta có thể mua một đôi cho mình, mua một đôi tặng bạn gái hoặc tặng mẹ, kiểu thế. Đó, tất cả những thông tin cần thiết, những link cần thiết mình sẽ lại để bên dưới phần mô tả video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.